Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 20 từ câu 1 đến câu 2, câu 11 đến câu 18. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: này bà, sao bà khóc? Bà thưa: người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi và tôi không biết họ để người ở đâu. Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? Bà Maria tưởng là người làm vườn liền nói: thưa ông, nếu ông đã đem người đi thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Đức Giêsu gọi bà: Maria. Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew: Rabboni, nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo: thôi đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ: thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em. Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ: tôi đã thấy Chúa. Và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Quý vị và các bạn thân mến, với tình yêu đền đáp tình yêu, Chúa đã hiện ra với Maria Magdala. Maria nghe tiếng Chúa và nhìn thấy Chúa, nhưng không nhận ra Chúa. Mãi đến khi Chúa gọi đúng tên thì Maria mới thật sự biết đó là Chúa của mình. Nhận ra Chúa không bằng những gì nghe hay thấy bên ngoài, nhưng phải bằng sự rung động từ trong trí và tim. Quả thật, phút giây hội ngộ giữa Chúa Giêsu và Maria Magdalena rất ngắn, nhưng thật tuyệt. Chúa Giêsu gọi: Maria. Bà đáp lại: Rabboni. Sự kiện Chúa gọi tên Maria gợi lại cho bà nhiều điều. Chúa đang sống, Chúa nhận ra bà, Chúa hiểu sự đau khổ của bà và Chúa yêu thương bà. Nhưng yêu Chúa không phải giữ chặt Chúa, mà là làm theo những gì Chúa muốn, khác với tình yêu con người. Khi con người yêu ai, họ muốn giữ người họ yêu làm của riêng, còn tình yêu Chúa thì đòi con người tiếp tục cho Chúa đi, chứ không giữ Chúa lại làm của riêng. Điều Chúa muốn nơi con người là phải tìm thấy niềm vui khi nhìn thấy mọi người yêu Chúa. Và đó cũng là điều Chúa Giêsu muốn nơi Maria. Nếu con thương thầy, hãy làm cho nhiều người nhận biết thầy. Thầy còn nhiều anh chị em mà con phải mang tin mừng đến cho họ. Thế là Maria Magdalena đã không bỏ lỡ cơ hội thể hiện tình yêu của mình. Bà đã đi báo cho các môn đệ: tôi đã thấy Chúa. Và bà kể lại những điều Chúa đã nói với bà. Một khi đã tìm thấy và cảm nhận được tình yêu Chúa, con người trở thành kẻ hát rong, ca ngợi tình yêu Chúa cho mọi người được biết. Cuộc đời không còn gì lôi cuốn được người có tình yêu Chúa. Họ sẽ không đánh đổi tình yêu này cho bất cứ điều gì. Chỉ có tình yêu này mới có sức mạnh đủ để họ làm chứng cho Chúa giữa bao nghịch cảnh, bắt bớ,
roi đòn, tù đầy, gươm giáo và ngay cả cái chết. Đứng trước tình yêu của Maria Magdalena như thế, chúng ta hãy cùng suy gẫm xem tình yêu của mình dành cho Chúa như thế nào.